Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ bóc cái bánh trung thu này ra. Trung thu hôm qua rồi, hôm nay còn bánh này mình bóc nó ra ăn cho các bạn nhé. Cắt cái bánh này ra để xem ở trong nhân của nó có ngon không nhá. Đây là cái bánh dẻo này, bánh dẻo. Trong bánh dẻo có cái hộp đựng này rất là đẹp này. Thế em cho ra đĩa mình cắt nhá. Đấy, mình cắt ra lòng 4 này. Xem cái nhân của nó ở trong này nó có ngon không nhá. Nhân của bánh dẻo đây các bạn ạ. Trong nó có lạp sườn này, có mỡ này, bì lợn này, nhân đậu xanh này và có vừng này. Bây giờ mình thử cắm một miếng ăn xem nó ngon, nó có đậm đà không. Ngon lắm các bạn ạ. Ở bên ngoài nó có vỏ bọc, vỏ bọc này bằng là bột nếp này. Ăn nó có cái mùi vị nó rất là thơm ngon này, mùi nó rất là ngon, mùi ngọt ngọt, mùi thơm thơm của vừng này, mùi ngọt của đường này, mùi ngậy ngậy của mỡ này, ngon lắm các bạn ạ. Cái bánh này là nó có ít nhân, nhân của nó ở trong nó gọi là nhân thập cẩm, nó có mấy vị vừng với lạp xưởng với cả mỡ với cả có cả vài cái lá chanh nữa nên nó thơm lắm, thơm mùi lá chanh, thơm mùi vừng, thơm mùi mỡ, thơm mùi lạp xưởng này, ngon lắm các bạn. Đấy, bánh trung thu bánh dẻo này. Ăn nó rất là ngon, cắn đến đâu là nó có mùi thơm, thơm ngon. Mình nhai vào những cái hạt vừng nó ngậy ngậy, thơm mà nó ngậy lắm. Vừng người ta rang thơm. Cái độ ngọt của cái vỏ bánh này nó cũng vừa phải, nó không ngọt lắm, nó không nhạt, nhưng mà ăn nó rất là vừa mồm của mình. Mình ăn hết một góc rồi mà rất là ngon. Bánh của nó này ngon, nhân rất là vừa phải, không nhiều lắm, không ít lắm. Cái vỏ nó trắng, có cả hoa, là cuộn nước hoa rất đẹp. Cắt ra nó có mùi vị rất là thơm ngon, bạn nhìn thấy nó hấp dẫn không? Đấy. Đây là bánh dẻo đấy các bạn nhé, bánh trung thu dẻo này, mình ăn hết một góc rồi rất là ngon, thơm ngon.
tức là vừa vặn, không ngọt lắm mà cũng không nhạt lắm. Bạn thấy hấp dẫn không? Đấy, đây là bánh trung thu thì mình mua hôm qua trong hương các cụ rồi. Đây còn cái bánh dẻo này mình mua để ăn xem. Ngon không? Xin chào các bạn nhé, đây là chiếc bánh nhà mình. Chào các bạn.